nhau vượt khó đi lên và sẽ chia tình người. Xã hội văn minh lối kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả Lucenta, rượu dược thiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Vượt khó đi lên và sẽ chia tình người. Xã hội văn minh lối kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng hít ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu hít ly, yêu luôn cả một xem ta, yêu dược tiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu hít ly, yêu luôn cả một tí run, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly nối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Trong giấc mơ muôn ngàn vì sao tranh đua bay cao, và cuộc đời vùi dập ta như sóng xô ngoài khơi, nhưng quyết tâm vượt qua thành ngôi sao sáng nhất. Học viện BDF Club đào tạo bao chiến binh, mang một niềm tin, mang một khát khao, một tin yêu chiến thắng. Nào hát vang lên cùng tình yêu biết đi, từ trái tim ta còn bao khát khao, cùng cháy trong tim ngọn lửa thành công, cùng niềm tin xây hệ thống. Vươn tới tương lai đạt tới tầm cao, cùng khóa biết đi thực chiến chuyên sâu, dù còn bao khó khăn, những trái tim lành đào thành không bao giờ chôn bước. La 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 la.
tư trang của mình. Coi lại góp ví, túi sách, giỏ sách của chúng ta có lấy được chưa? Coi lại điện thoại của mình lấy chưa hay lấy điều khiển với máy lạnh người ta đi chưa? Rồi vòng tay nó bị rơi ra không? Rồi đưa xuống cổ thử sự di chuyển chúng ta có mang chưa? Đưa tay chúng tôi quần coi thử góp ví mình có mang chưa? Là như vậy. Qua lại đồ đạc tôi đang hết được kiểm tra cái hộ chiếu của mình một lần nữa còn nằm ở tại vị trí đó hay không, rồi coi là chìa khóa phòng trải cho người ta chưa nha. Chắc chắn không phải lấy xe rồi cả nhà. À đây, anh cho con cái nghề này là cả nhà mình tự biết rồi cả nhà. Nghề đỡ đẻ cả nhà. Đây nè, ông cũng cảnh sát giao thông, ông đang vậy đỡ đẻ cho ai vậy? Cho một đứa nhỏ cả nhà. À là như vậy, bé khóc oe oe lên thế này. À tại sao là như vậy? Có những đứa bé nó sinh ra cả nhà. Mà sinh ra nó có tên gì ạ?
taxi cả nhà. Đây này, không muốn đỡ rồi chứ bắt thằng thấy là gần ha, ẩm đứa nhỏ ra thấy không? À, là như vậy. Nên họ ăn học cả nhà, họ phải có một cái khóa nữa là học về học đỡ đẻ. Cả nhà biết tại sao không? Tại vì cái lượng xe ở tại thủ đô Bangkok này sao rất cao. Và khi những gia đình sao họ giờ họ đưa người thân đi đẻ, đúng cả nhà, tắt đường. Thì nó tắt đường như vậy thì chỉ có cái phương tiện xe máy á, của giờ của cảnh sát giao thông á, họ mới luồn vào khoảng cách trống giữa những xe thôi, rồi sao ông di chuyển lên bên trên và sát lại được, thì bắt đầu sao vỡ ối rồi sao thì xử lý luôn cả nhà, lấy túi y tế ra là xử lý tại chỗ, cắt dây rốn luôn cả nhà, kẹp dây rốn là đã hoàn làm luôn, chứ mà không kịp đưa đi nữa sao ạ, như là họ phải học được một cái khóa được. À, nó hay ở chỗ đó, các vị cảnh sát của Thái Lan nếu như vòng bụng cái vòng hai này là cả nhà mà nó bự toàn ra, họ cho 3 tháng để về giảm nha, họ về cho 3 tháng để về, họ bắt nằm ngoài nắng á, bên cảnh sát á, quân đội họ bắt nằm ngoài nắng ở nhà lăng cho tiêu cái mỡ bụng ấy, trong vòng 3 tháng mà không xuống được cái vòng bụng á là nghỉ việc. Nên là bên này cái trang phục của cảnh sát cả nhà bên này sao nó ôm sát người, cảnh sát cả nhà nó ôm sát người như thế này nè, và tôn cái dáng gì của người cảnh sát hoàng gia, của người quân đội hoàng gia ôm sát người luôn. À, nên mình tiếp nữa mình ra ngoài sân bay mình thấy không, cứ thẳng ôm bó áo bó ôm sát vào bên trong luôn. À, có gì có dáng. Vừa rồi có mấy đọc thông tin đến với Việt Nam mình á, bác nào mà bụng bự thì sao, cảnh sát bụng bự thì sao, không ra đường, không đi làm được. Nên là đang đeo nai đeo địch đó ở bên Việt Nam mình kia chưa, đang giảm cái vòng 3 xuống là như vậy, vòng 2 xuống là như vậy, nên nó cũng hay nữa nha. Nên là họ học thêm một cái nghề đỡ đẻ nữa, xe máy sẽ lùi vào đi lên phía trên, nên taxi bên Thái này dành cho những người muốn đi đoạn đường xa, taxi đi ít tiền nhưng mà xe ôm sẽ đi nhiều tiền hơn taxi. Cái nhà tại vì bước lên taxi á là mình bước lên phố 35 Bạch Thái, mở cửa nhà mình bước lên, mà taxi bên Thái này không có tổng đài đâu. Ở Việt Nam mình gọi tổng đài tới nhà rước đi, phải chỉ đường cho tài xế họ đi đó, họ chỉ họ quen mọi cái tiếng đường đó thôi. Ví dụ Việt Nam mình tìm đường dễ với bên Thái, cả nhà dày sao tìm được. Là như vậy nữa, như qua Trung Quốc nữa sao tìm được. Như vậy nếu như ông nào biết sử dụng Google Maps thì sao ạ, thì rành. Còn nếu mà ông nào không biết sử dụng smartphone thì sao ạ, ông chạy theo cái đầu không bằng đầu, không có lưu lại thì thua rồi. Như vậy đi 1 cây số cộng thêm 12 bạt, đi 10 cây số là 120 bạt, được không cả nhà? 120 bạt thì nhân ra tiền Việt Nam mình đã được bao nhiêu, 80 mấy ngàn. 10 cây số rẻ không? Rẻ cả nhà, 10 cây số thì có 80 mấy ngàn, rẻ. Chia ra 40 mỗi người có 2 mấy ngàn, rẻ không? Nhưng mà một đường ngắn lần để họ đi không có kẹt xe, và họ lựa chọn vào thời điểm nào kẹt xe để họ đi xe ôm. Nên giờ nên là cũng tiện lắm cả nhà. Nên là mỗi một người mà thăng xe luôn người mà nóng có nổi vậy, đúng không? Anh thì tự nhiên anh đi 50 giờ anh đưa tôi 20, bắt đầu sao nóng giận nổi vậy? Cái nhà ha, bắt đầu sao cự cãi nổi vậy? Rồi khi mà nóng giận cự cãi sao đâu có bắt tay hợp tác làm ăn được, không hợp tác làm ăn được rồi. Nên là một cái điều rất là hay của người Thái và Vinh học từ họ là như vậy cả nhà ha. Như vậy hiện tại chúng ta đang lên trên cao tốc rồi cả nhà, ngắm cảnh một xíu nữa cả nhà ha. Và mỗi ngày trôi qua lại có kỷ niệm với đoàn chúng ta. Thật sự ngày đầu tiên con cũng giống như chuyện cả nhà ha, cũng gì hỗ trợ được gì hỗ trợ. Ngày thứ hai thì gặp bác hỏi chuyện vui vui chơi chơi một hai người. Ngày thứ ba thì nói chuyện tào lao trên xe được rồi, đúng không cả nhà? Vui với nhau. Ngày thứ tư cả nhà ha, chúng ta coi như là một gia đình, giỡn đùa với nhau được. Và cuối cùng hôm nay là ngày thứ năm, là chúng ta lại gì, là bắt đầu chia tay nhau. Duyên đến nên nhận cả nhà, duyên hết nên tan, hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Cuộc sống là như vậy. Chúng ta gặp tất cả, nhà Phật nói rằng tất cả những người trên cuộc đời này mà chúng ta được gặp họ là đã có sự sắp xếp của việc của ông trời rồi, và chúng ta mới được gặp họ. Tu 1000 năm thì nên duyên vợ chồng, tu 100 năm thì cùng nhau trên một chiếc đò và một chiếc xe. Cái nhà hiện hữu chúng ta đã có duyên với nhau rồi, chúng ta đồng hành cùng với nhau, ông đó cũng là cái kỷ niệm. Cũng mong sao sao sau chuyến tour này sao đoàn mình dù sau này đi tour nước nào, đi chơi nước nào, lâu lâu nhớ lại Gia Bảo ở tại đất nước Thái Lan, lâu lâu nhớ lại Kevin ở tại đất nước Thái Lan này, trong một chuyến tour của Bitney tổ chức cho chúng ta có nhiều kỷ niệm ở tại đây. Như vậy thì những ngày vừa qua thì con với tâm niệm là một người hướng dẫn viên được bên ban tổ chức Bitney giao cái nhiệm vụ cho giờ đồng hành cùng với đoàn chúng ta, lo lắng đưa tới đi về tới chốn hết tất cả mọi thứ. Kevin cũng rất là hạnh phúc được phục vụ cho các bác các u ở trên xe của mình.
Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta chỉ còn có điểm nữa thôi cả nhà ha, rồi mình ăn cơm trưa nhà tham quan ký công viên rắn rồi ăn cơm trưa thôi. Chúng ta gì ạ? Chúng ta ra phi trường không ạ? Như vậy thì đáp chuyến bay về lại với những lo toan bộn bề cuộc sống của cô chú chị quý vị hàng ngày, về lại với cơm áo gạo tiền người thân yêu chúng ta đang đợi chúng ta ở phía trước mắt. Và Vin cũng gì cũng tiếp tục đồng hành cùng bất đoàn khách khác cả nhà, cũng tiếp tục là người cầu nối giữa người Việt Nam và là người Thái. Con đi làm như thế này sao cũng như Gia Bảo nha, đi làm như thế này là gì ạ? Thứ nhất là kiếm đồng lương đúng không cả nhà, thứ hai nữa là gì ạ? Là cầu nối văn hóa để cho người Thái họ hiểu người Việt Nam chúng ta hơn, để cho người Việt Nam hiểu văn hóa Thái hơn. Mỗi con người chúng ta đi du lịch như thế này là cả nhà, không phải mình đi du lịch riêng cho chính bản thân của mình mà trên đôi vai của mình cả nhà mình biết không ạ? Cả dân tộc Việt Nam của mình đó, tại vì người ta đâu có biết dân tộc Việt Nam mình như thế nào thì họ nhìn vào cái quý du khách họ đến với đất nước họ, họ sẽ đánh giá cả một dân tộc của chúng ta, và kể cả người Thái họ về Việt Nam chúng ta cũng như vậy luôn, đúng không cả nhà? Cô ví dụ có nhiều thành viên chưa đi Thái thì sao, thì họ nhìn vào người Thái đi du lịch họ đánh giá cả một nền dân tộc đất nước Thái Lan là như thế nào luôn, là như vậy cả nhà. Nên sao nên du lịch cả nhà, cuộc sống trước kia thì ăn no mặc ấm đúng không, sau này mình vậy ăn no mặc đẹp, ăn no mặc đẹp rồi sao mình đi du lịch để mình trải nghiệm những cái vùng trời mới, những vùng đất mới, cái nào hay thì chúng ta tiếp nhận, cái nào không bằng chúng ta thì chúng ta gì cũng vui vậy thôi. Như vậy sáng hôm nay cả nhà thì mình thông qua cái công viên rắn của vua Thái cả nhà, một trong những điểm mà giờ cũng rất là quan trọng, tại vì tất cả những điểm tham quan du lịch Disney đã tới Thái này khảo sát 6 tháng rồi cả nhà, lãnh đạo của Disney tới khảo sát 6 tháng rồi và mới lên một cái hình cho đoàn chúng ta đi chơi như thế này được, chứ không chỉ đơn giản đâu. Và riêng cái công viên rắn của vua Thái cả nhà xài giảm này sao ạ, rất nhiều đoàn lớn họ muốn tới để tham quan và trải nghiệm chưa bao giờ cấp phép, ví dụ Vinti Hyperlight cả nhà không có vô được, em quay cả nhà xin phép một năm trời cũng không có vô được em quay. Và cả nhà mình biết Vision không ạ? Vision và Unicity cả nhà, Unicity được rồi, Unicity 40.000 người nhưng mà cũng không gì không vào thăm được gì ạ, được quyền của người ta, nhưng mà tập đoàn lãnh đạo Vinti Vin không biết như thế nào, nhưng mà lại xin phép được vô bên trong được thông quan cái viện này. Trước kia là gì, chỉ phục vụ cho người Thái, thứ hai là gì ạ, là đoàn khách du lịch thôi cả nhà, đoàn khách du lịch, nhưng những công ty nào có sự liên kết với tổng cục du lịch Thái Lan thì mới được vô được thông quan được, ví dụ như Việt Travel cả nhà ha, ví dụ như là Sài Gòn Tourist thì mới liên kết được, sao họ mới thông quan được, còn những đoàn lớn như thế này sao không có vô được, tại vì cái nơi viện người ta nghiên cứu mà sao đông vô thông quan được cả nhà, không được. Nhưng mà sao, nhưng mà lãnh đạo Disney vẫn gì ạ, còn cố gắng cả nhà. Và Vin biết thông tin là phải 6 tháng trời ạ, lãnh đạo làm việc với Hoàng gia Thái cả nhà, họ mới cho vô viện nghiên cứu của họ sao để tham quan trải nghiệm, thì chúng ta vô được, chúng ta tham quan được ha, quay phim được, trải nghiệm vui chơi được. Mà cả nhà mình biết tại sao lại Disney lại lựa chọn cái viện rắn này không ạ? Cả nhà mình phải có nguyên nhân đúng cả nhà, tại sao Disney không lựa chọn một cái điểm khác để chúng ta tham quan, tại sao? Tại vì viện là nơi nghiên cứu cả nhà, nghiên cứu vô về những cái điều gì, về những cái loại thảo mộc và rắn, thì nó lại liên quan đến ngành nghề của ai ạ? Của Disney cả nhà, tất cả nó đều có sự liên quan mật thiết với nhau, sau lưng một bức ảnh đều có bề dày lịch sử hết. Như vậy thì sao, Disney luôn hướng tới cái vấn đề gì ạ? Đó chính là quan tâm sức khỏe của cộng đồng bây giờ, và thảo mộc là cái hướng tới của Disney, thì Disney cũng mong muốn sao phát triển được giống như vậy viện của ai ạ, của vua Thái Lan cả nhà. Viện vua Thái là viện vua nổi tiếng cả trăm năm nay rồi cả nhà, không được chuyện đơn giản được. Nên cả nhà biết không, cái ngành mà phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới tại đất nước Thái Lan này, người Thái họ không sử dụng gì ạ, Tây y không có, họ sử dụng gì ạ, Đông y học thảo dược, thảo mộc là chính. Là như vậy nên Disney cũng mong muốn sau này sao phát triển cái mảng gì ạ, cái mảng làm đẹp cả nhà, phẫu thuật đúng cả nhà, tế bào gốc lên sao, nhưng mà phải có công nghệ nữa, thì cũng mong muốn sau này Disney phát triển lên một tầm cao mới, thì sau này đỡ có duyên đó cả nhà, vẫn không phải là 6.000 người nữa bây giờ, mà mười mấy 40.000 người sao đến với Thái Lan để tham quan vui chơi và trải nghiệm ở tại đất nước Thái là điều hạnh phúc cực kỳ. Đây là mỗi doanh nghiệp, mỗi tập đoàn sẽ có cái định hướng riêng cho doanh nghiệp của chúng ta, thì cũng mong muốn sao mà tập đoàn Disney luôn vững mạnh để phát triển đi lên, cũng là nơi tạo ra công ăn việc làm cho đời sống của nhân viên của Disney sao được đi lên. Cái đơn cử là như vậy thôi cả nhà, làm gì làm, thứ nhất mình nói là một doanh nghiệp lớn họ hiểu được cho nhân viên thì doanh nghiệp đó phát triển bền vững, và một người nhân viên hiểu được cho sự khổ cực của ban lãnh đạo thì doanh nghiệp đó sao sẽ là gì ạ, thế này ạ, càng ngày càng mở rộng và lan ra cả nhà ha. Như vậy thì Vin dặn một xíu cả nhà, cái viện này nè, viện nghiên cứu được hình thành từ đời vua Rama mấy nhớ không, Rama 5 cả
cả nhà cái nhớ vụ con rắn cắn không? Cả nhà đó, như vậy ở Việt Nam mình có gì? Có ba viện, được không cả nhà? Có ba viện. Viện gì ạ? Viện Pasteur ở đâu ạ? Nha Trang. Rồi viện một viện Pasteur ở đâu nữa ạ? Ở đâu? Ở Đà Lạt. Đúng không cả nhà? Một viện Pasteur ở nữa ở đâu ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà, và người Pháp họ xây dựng tiếp một cái viện nữa đó chính là gì ạ? Là viện Pasteur ở Campuchia. Cả nhà ha. Đó là như vậy. Tu tập cả 1000 năm ở ngôi miếu Phật này rồi, nhà ngươi có hiểu rằng cuộc đời này cái gì quý giá nhất hay không? Thì nếu như người trả lời được, ta sẽ cho nhà ngươi đầu thai thành một kiếp gì ạ? Một kiếp người cả nhà. Cái chúng ta không bao giờ có được, và là cái chúng ta đã mất đi. Nó vẫn trả lời cái câu trả lời gì? 1000 năm trước cả nhà, thời nó không còn hạt xương nào để nó ôm vô lòng. Và cả 3000 năm liên tiếp vừa rồi nó đều gì? Đều có được hạt xương và đều mất đi hạt xương, nên nó mới trả lời cái quý giá nhất cuộc đời của nó là cái gì ạ? Là cái nó không bao giờ có được hạt xương, và cái nó đã mất đi cái hạt xương mai đó cả nhà. Như vậy Đức Phật nói rằng bây giờ ta, nhà ngươi đang trong hình hài của một con vật, nhà ngươi không hiểu rằng cuộc đời này cái gì quý giá nhất, ta sẽ cho nhà ngươi đầu thai vào một kiếp người là con người này cả nhà, để nhà ngươi hiểu rằng cuộc đời này cái gì quý giá nhất. Đức Phật cho cái con dễ này được đầu thai trở thành một cô gái cả nhà, rất đẹp. Đẹp thì nhiều người họ cho cái nhan sắc là cái quý giá nhất cuộc đời của họ, rất đẹp cả nhà. Rồi Đức Phật cho người này được sinh vào trong một cái đình đại điện chủ tiền, đúng cả nhà, đại điện chủ tiền. Có nhiều người cho rằng tiền bạc sẽ là cái quý giá nhất cuộc đời của họ. Sinh ra trong một gia đình sao? Quyền lực cả nhà. Có nhiều người cho rằng cái quyền lực sẽ là gì? Cái quý giá nhất, cái thứ ba. Ba cái cô đều có hết cả nhà nha. Sao ạ? Như vậy sống trong quyền lực, sống trong nhung lụa giàu sang, sau tất cả mọi thứ nào đều giờ đều có hết cả nhà. Thì một hôm mẹ của cô gái này, và cô gái này tên là Châu Nhi nha, thì mẹ mới đưa Châu Nhi, tức là con nhện đen đó nha, tới cái ngôi phía mặt miếu Phật này để thắp hương. Thì vừa mới đến miếu sao ạ, Châu Nhi xong nhìn thấy bên kia đường có một chàng trai. Thì cái chàng trai này đâu khôn ngô tuấn tú và đẹp lắm cả nhà. Thì khi thấy được chàng trai này thì đem lòng gì? Yêu thương liền cả nhà. Tại vì sao ạ? Tại vì cái Châu Nhi này nhìn thấy được, thấy được cái tiền kiếp của mình, thấy được cái hình hài mà đẹp trai kia, đó chính là cái hạt xương mai được Đức Phật gì ạ, cho chuyển kiếp xuống, đúng không cả nhà? Và thấy được cái gì ạ, cái nhân duyên của mình sao ạ? Lấy đây à? Xong rồi, anh cầm này tôi vẽ nha. Đấy. Đấy.
Đấy. Bác Nhân, anh Nhân chụp cho. Được vậy nhé. Ngồi chưa? Đẹp thì anh chụp không đẹp thì anh chụp. Có chui đầu rắn không? Chui đầu rắn. Đẹp á. Đi ép chụp. Đây đây đã. Để cho thầy chụp. Ở chính đâu? Kính vô đâu? Chỉ đến một kính. Vào nhà ai đâu kính? Mình đâu kính đó, cho trẻ trung sinh động. Đây quá đẹp. Này ai bảo sập nguồn. Nhìn mất đầy. Ok khó lắm. Ok đó, xin mời đoàn mình di chuyển vào trong này thôi em nhá. Đây. Mình di chuyển qua bên tay trái này. Bắt đầu đi là gì? Ý là phải máy. Hả? Máy. Anh nào mình di chuyển vào đây đi ạ. Xin mời. Ở đây chúng ta có hai lưu ý. Thứ nhất là đoàn mình được chụp hình quay phim thoải mái, nhưng mà chúng ta bắt cái đèn flash cho là được. Thứ hai, những ai đeo trang sức thì không được ngó đến tủ kính. Và để biết được rằng trong tủ có độc hay không thì chúng ta để ý cái bảng bên dưới này. Dưới con rắn hiện thì màu vàng cam là rắn có độc độc ít, độc độc trung bình đây. Ở trên này có một con này mình thấy không ạ? Ở bên kia cũng có một con. Dạ, và ở dưới chân gia đình mình cũng có nhá. Đây, cả nhà mình vào xem bên này đi ạ. Đây. Hiện thì màu vàng cam có độc độc ít, độc độc trung bình. Nếu mà hiện thì màu xanh là cái con rắn trong tủ kính thì không có độc độc. Mỗi một tủ kính người ta đều có một cánh cửa đằng sau để đưa thức ăn vào cho rắn. Và người ta dọn. Dọn, giờ vệ sinh cho nó đấy cả nhà mình. Đấy, mình nhấn trần trần vào trong này ạ. Còn một màu nữa đó là hiện thì lên màu đỏ là bên này. Rồi mình vào đây xem hiện thì màu đỏ này. À, đây, mình tập trung qua bên này ạ. Nếu mà hiện thì màu đỏ là rắn trong tủ kính này cực kỳ độc. Đây là loài rắn ngụy trang. Một con, hai con. Rắn ngụy trang này nó thường ngụy trang những lá cây khô. Và đây là một loài rắn rất là độc, ngụy trang với cả nhà mình. À, và nói về hổ mang quý vị nhá, sẽ có nhiều loài rắn hổ mang. À, từ cái ô kính này này, từ ô kính này đến cuối bên kia toàn là hổ mang cô nhá. Đó, mình có xem hổ mang đang di chuyển đấy đoàn mình. Hổ mang, chúng kia là đúng hổ, năm năm đề mời. Thưa quý vị, rắn hổ mang trên sàn biểu diễn ngay bây giờ hoàn toàn đang có năng lượng. Thưa quý vị, với những phút nữa, người nghệ sĩ chúng ta sẽ đánh năng lượng từ tiếp từ rắn hổ mang cho quý vị xem và cực kỳ nguy hiểm. Thưa quý vị, quay phim chụp ảnh đi ạ. Xin cho một tràng vỗ tay quý vị, cực kỳ nguy hiểm thưa quý vị. Quay phim chụp ảnh đi ạ. Quý vị chuẩn bị quay phim chụp ảnh quý vị. Đây là màn trình diễn hồ rắn hổ mang quý vị. Xin cho một tràng vỗ tay quý vị, cực kỳ nguy hiểm thưa quý vị. Tiếp tục quay phim chụp ảnh đi ạ. Quay phim chụp ảnh quý vị. Quý vị hãy quan sát cái đỏ trên tay của người nghệ sĩ chúng ta để nắm được thương hiệu của đá hồ mà quý vị ai ngồi xa nhìn qua màn hình chiếu bên phía tay phải của quý vị bên kia rõ hơn ạ. Ai ngồi xa nhìn qua màn hình chiếu phía bên kia rõ hơn quý vị. Chính là nọc con rắn hổ mang được lấy từ hai chiếc răng nanh ở phía hàm sen của rắn. Đây là nọc con rắn hổ mang thưa quý vị. Chỉ cần một chút ít nọc con rắn hổ mang có thể nhận diện được một con voi trưởng thành ở cực kỳ độ thưa quý vị. Đây là nọc con rắn hổ mang ạ. Quý vị hãy quan sát đi ạ. Đây là hai chiếc răng nanh ở phía hàm sen của rắn. Đây là chiếc răng nọc con rắn để nhận diện con mồi từ hai chiếc răng nanh ở phía hàm sen của rắn. Lại là hai chiếc răng nanh ở phía hàm trên của đàn ạ.
xin cảm ơn. Tiết mục tiếp theo và kể đến là loài rắn hồ, hay còn gọi là loài rắn giáo. Loài rắn này không có động độc như hoa thì vô cùng hung dữ thưa quý vị. Loài rắn này không có động độc thưa quý vị. Wow. Loài rắn này không có động độc ạ. Wow. Thank you.
lâu lâu Việt Nam đi nhà hàng Thái Lan mà thấy chữ Thái rồi còn nhớ tới đất nước Thái Lan. Cái nhà hàng là như vậy nên những người Thái cảnh họ đẹp, nhưng mà đôi khi cái nhà có cái kỷ niệm, cái duyên ở tại đây. Cái nhà hàng rồi chút nữa từ vị trí nhà hàng ở sân bay đó thì đi làm thủ tục trên Sài Gòn chúng ta. À, như vậy còn về chuyện tiền bạc thì con sẽ thống kê lên trên Zalo. Cái nhà hàng tất cả những thành viên Zalo đồng ý với mình. Đó là lời cảm ơn cả nhà, cảm ơn các các thành viên của Bitney. Dù độ tuổi chúng ta như thế nào, lớn tuổi nhưng năng lượng chúng ta luôn tràn đầy. Một chuyến tour thành công hay không không phải bản thân Vin đâu cả nhà, không phải gia bảo mà và những vị khách trên xe của mình. Cảm ơn đoàn chúng ta đã hỗ trợ cho Vin trong chuyến tour này gần như là hoàn thiện rồi. Và mới đó chắc có lẽ là một lời xin lỗi cả nhà, đôi khi trong cuộc sống mình không thể nào trọn vẹn được hết tất cả mọi thứ. Những cử chỉ, những hành động hoặc một câu, một lời nói nào đó làm cho đoàn chúng ta phật ý phật lòng thì chúng ta cứ gửi gắm lại nơi Đức Phật này đi. Mình đừng có mang những cái ưu tư phiền não về, đúng không ạ? Mang những cái tốt đẹp, những cái hạnh phúc, những cái kỷ niệm, cái niềm vui, tiếng cười về Việt Nam chúng ta. Và khách cho Vinh hai từ đại xá lớn lớn một xíu cả nhà ha. Cùng với đó chứ có lẽ là gì, là một cái lời chia tay. Nếu như sau này có gặp lại ở trên một đường tour, hoặc là giờ sau này Vinh đi lại qua Thái tiếp rồi không, Vinh dẫn nữa thì sao, đúng không? Hoặc là chúng ta có gặp nhau ở Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, gặp nhau cũng là cái duyên, gặp lại thì cũng một cái bắt tay, cũng một cái ôm sau là cực kỳ hạnh phúc cả nhà ha. Thì như vậy thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ cho Vinh một lần nữa. Còn khuôn khắp chúng ta về, chúng ta may mắn đúng không ạ, chúng ta lại sang bên Thái tiếp đúng không ạ, chúng ta lại quay trở về với mảnh đất Thái Lan linh thiêng và rất 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 dễ chịu này, đúng không ạ? Và trong hành trình này chúng ta còn nhớ những ngày đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta còn nhớ những ngày đầu tiên này, rồi chẳng ai biết ai đúng không ạ? Rồi những thành viên đi cùng với bảo là còn lo là không biết là nhập cảnh như thế nào, rồi không biết ra đấy liên lạc như thế nào, đặc biệt là 8 thành viên bay Bamboo Airways. Đấy ạ, 8 thành viên Bamboo Airways tạm chia tay ha. Sang bên kia sẽ có anh Tuấn hỗ trợ các thành viên nhà mình và cũng tạm thời là cứ ra sân bay đợi ở một cái góc khuất nào đó.
đợi ở góc khuất nào đó, đợi Bảo khi Bảo hỗ trợ xong cho các cô chú anh chị, tại vì là Bamboo Airways sẽ bay muộn hơn một xíu. Khi ngày đầu tiên này, rồi ngày thứ hai chúng ta sang bên Thái muộn một xíu, là khoảng tầm 7-6 rưỡi chúng ta mới 6 giờ chúng ta mới bắt đầu từ sân bay Suvarnabhumi, đúng không ạ? Chúng ta xuống đặt đây nhà. Và ngày đầu tiên dường như là cái ngày mà chúng ta bị tụt mút, thế là sức khỏe nó bị chênh lệch cái múi giờ, mặc dù là 2 giờ là bằng nhau đấy nhỉ. Nhưng mà ngày đầu tiên là chúng ta nghỉ ngơi, ngày đầu tiên hơi oải một xíu, ngày đầu tiên chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ngày thứ hai chúng ta chơi team building này, ngày thứ ba chúng ta lộn về trên Bangkok, và ngày thứ tư thì chúng ta tham gia cái trường hội thảo, một cái chương trình mà Bảo thiết nghĩ quá là tuyệt vời. Với cái sự một số các thành viên sẽ cho ý kiến rằng là ban tổ chức nó hơi muộn, nhưng mà nếu như mà không đủ thời gian sẽ không hết được những cái sự cống hiến của tất cả các cô chú các anh chị dành cho Bitty, đúng không cả nhà? Chính vì thế nên dù sao đi chăng nữa, nhân vô thập toàn trong hành trình này cũng vậy, đúng không ạ? Điều tuyệt đối là không tuyệt đối. Và trong một bàn tay, tại vì sao có ngón ngắn ngón dài, đúng không ạ? Trong 5 ngày chúng ta đi chuộng vậy. Và Bảo thiết nghĩ rằng là cái hành trình lần này thì Bảo và Kevin mới hoàn thành được 80% thôi. Dạ, còn thiếu 20% nữa. Thì cả nhà ơi, Bảo có ý kiến như này. Từ giờ cho đến Tết ạ, Tết âm lịch, nhà mình tất cả 39 thành được nhá. Sau cái tour này là Bảo chốt vé trước ạ, danh sách có rồi. Chốt vé đến tháng 12 là vào vé rồi. Việc đoàn nhà mình là đóng tiền và đi thôi nhá. Dạ, trong cái hành trình 5 ngày vừa qua thì chắc chắn rồi, sẽ có những cái câu từ này, rồi có những cái điểm này, rồi có những bữa ăn nó sẽ phù hợp hoặc không phù hợp với tất cả các cô chú các anh chị nhà mình. Thì Bảo rất mong tất cả các cô chú các anh chị nhà mình sẽ đánh dùm Bảo hai từ đại xá, đánh dùm ekip phục vụ, đánh dùm cho Kevin, đánh dùm cho Bảo, đánh dùm cho bác Tài, đánh dùm cho local guy bên này là người Thái địa phương tại đây, chị Liễu, đúng không cả nhà? Hai từ đại xá. Và trong hành trình lần này thì cũng chúc cho hành cho tất cả các cô chú các anh chị 39 thành viên ở trên xe của đoàn ta có một cái câu chúc mà rất là tuyệt vời là như thế này ạ. Chúc cho tất cả 39 thành viên ở trên xe trong hành trình lần này ở con xe 110 nha. Chúc cho tất cả các cô chú các anh chị khi mua đất thì hoa bèo nở rộ, và khi bán đất thì quốc lộ chạy qua. Nói có người nghe mà đe có người sợ, nợ thì không ai dám đòi. Chúc cho tất cả các thành viên của đoàn ta tiền vào như nước sông Đà, tiền ra tí tách như cà phê phin, vàng vào cửa trước mà tiền vào cửa sau, hai đứa gặp nhau nó chui vào két sắt, đúng không anh ta? Thầy quá, nó tay to hơn. Bên cạnh đó thì trong cái hành trình lần này cả nhà, đối với nghề hướng dẫn viên có thể nói rằng đây là một trong những đoàn mà Bảo cảm giác như rất là thoải mái, rất là ít để Bảo có dịp được bông đùa với tất cả các cô chú các anh chị nhà mình, đúng không ạ? Nhà mình thấy không, Bảo cũng rất là hài hòa, tùy nhóm khách, tùy từng đoàn khách đấy ạ. Có những đoàn mà làm việc rất là căng thẳng, có những đoàn mà lên trên xe cháu ơi, Bảo ơi, làm như thế nào thì làm nhá, các chú các bác ở trên này toàn tiến sĩ với giáo sư thôi, tự nhiên rào một cái câu như vậy, nó cảm giác nó hơi thượng tầng một xíu. Thì bọn con chỉ là hướng dẫn viên du lịch mà, tất nhiên là kiến thức là vô bờ bến, đúng không ạ? Và mỗi đoàn, mỗi cái hành trình, mỗi cái điểm tham quan đều phải tác động ba yếu tố. Thứ nhất đó chính là thời tiết, thứ hai đó chính là giao thông, và thứ ba đó là chính trị, đúng không cả nhà? Đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng trong cái hành trình lần này cho năm đoàn của ta. Và may sao thì cái thiên thời địa lợi và nhân hòa trong cái hành trình của đoàn nhà mình đúng quá tuyệt vời, đúng không cả nhà? Quá tuyệt vời trong hành trình lần này luôn. Chính vì thế nên trong hành trình lần này thì Bảo và ekip phục vụ cảm giác rất là thoải mái, cảm giác như những người thân trong gia đình của mình vậy. Thì đầu tiên thì con cũng chia sẻ với đoàn nhà mình là đối với tất cả các cô chú các anh chị mình, Bảo xem như là bố mẹ của Bảo vậy, cũng đi du lịch vậy. Sẽ có tại nhà mình có thấy lúc nào Bảo cáu với nhà mình là sao hỏi lắm thế hay là như nào không? Không có, đúng không ạ? Bố mẹ Bảo đi du lịch ú ớ còn được hỏi nhiều hơn, đúng không ạ? Bố mẹ Bảo đi còn lạc đường nhiều hơn, đúng không cả nhà? Đây thì mỗi thành viên của đoàn nhà mình đi ngày hôm nay thì Bảo cũng
đặt sẵn cái tâm thế rồi, là chúng ta là người phục vụ, đặc biệt nữa là các cô các chú, cái tính chất của đoàn chúng ta là những người hơn lớn tuổi hơn một xíu, và chính vì thế nên Bảo cũng rất là thoải mái, thỉnh thoảng cũng hát, cũng có bông đùa với đoàn nhà mình, đấy không ạ? Thì nếu như mà quá trong cái quá trình phục vụ mà cái điều gì đó mà làm đoàn chúng ta còn gợn lòng thì rất là mong đoàn nhà mình thông cảm giúp Bảo ha. Đó, cả nhà. Dạ, cảm ơn Pháp và đoàn nhà mình rất nhiều ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe một câu nói rất là hay, và Bảo cũng hay nói chia sẻ với đoàn nhà mình là một là con số quá bé là cái điều vĩ đại, đúng không cả nhà? Một mình Bảo hay một mình Kevin hay là một mình Bác Tài cũng không thể làm chuyến xe của chúng ta thành công lên được, đúng không cả nhà? Mà ở nơi đó còn có sự cố gắng của tất cả các thành viên, tất cả thành viên chúng ta đều rất đúng giờ, đúng không ạ? Bảo thấy nhá, cái hành trình của một số các xe khác còn mất độ chiếu này, có mất độ chiếu nhá, đang ở trên nhóm mà mất độ chiếu, lạc vali, dạ lạc toàn, nhưng hành trình của đoàn chúng ta có thể nói là khá là trọn vẹn, cũng không có ai bị thất lạc, cũng không có ai bị mất đồ hay không có ai bị quên bất cứ một cái điều gì đấy, đúng không cả nhà? Thì trên hành trình này thì chúng ta cũng sẽ thầm cảm ơn nhau, và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có một trong những người mà được gọi là thuyền trưởng trên chiếc xe ngày hôm nay. À, và bây giờ thì Bảo xin phép sẽ gọi, xin mời anh Vạn hay chú Vạn ạ, xin mời có thể di chuyển lên trên sân khấu thế này một xíu được không ạ? Chúng ta sẽ dành cho chú. Dạ, anh Vạn thì có tay thật lớn không ạ? Xin mời. Vâng. Cả nhà mình có khỏe không ạ? Khỏe. Nhà mình có lo chưa? Lo. Rất là rực rỡ. Vâng. Vạn cũng thay mặt cho 39 thành viên của đoàn du lịch của công ty Bipti Việt Nam sang lần này. Trước tiên là cảm ơn ekip hướng dẫn viên của công ty du lịch rất là chân thành, rất là thân thiện và tinh thần phục vụ rất là trách nhiệm, cũng như là ân cần coi các thành viên trong đoàn như người thân, người cha, là mẹ, là chú bác, anh chị em ruột. Bạn rất là cảm kích trong quá trình 5 ngày 4 đêm, bạn rất là thực sự đi từ trước đến giờ cũng khá nhiều các đoàn, nhưng mà chưa có một đoàn nào bạn thấy hài lòng như đoàn này. Và ekip phục vụ bạn thì rất là cảm ơn. Đầu tiên là đến Kevin, Gia Bảo và Thúy Liễu. Còn Bác Tài thì bạn không có biết tiếng thì cũng nhờ ba hướng dẫn viên của mình thay lời cho bạn cũng như là đoàn của chúng ta. Cảm ơn Bác Tài rất là nhiều. Chúng ta có đi được đến nơi, về đến chốn có an toàn hay không, đúng không ạ? Thì một phần lớn là nhờ Bác Tài rất là nhiều, đúng không ạ? Vâng, và thay mặt cho đoàn 39 thành viên thì cũng có một chút quà cảm ơn ekip hướng dẫn viên. Và trước khi ngừng lời thì bạn xin chúc cho tất cả cô chú anh chị có mặt trong tour lần này luôn luôn mạnh khỏe, bình an, và chúng ta đi đến nơi, về đến chốn, đi tốt về tươi, đi một về mười, đúng không ạ? Và bạn luôn chúc cho ekip của hướng dẫn viên luôn luôn giữ vững tinh thần và phục vụ luôn luôn có một cảm xúc tràn đầy như ngày hội tour lần này ạ. Vinh cũng cảm ơn rồi chúng ta rất là nhiều cả nhà. Thì trên tay là bên cầm rồi cả nhà ha. Một cái phần nhỏ của đoàn chúng ta dành tặng cho tổ phục vụ, đây là cũng là một cái sự là đánh giá như vậy. Thì cái này mình sẽ gửi chỉ là bốn phần cả nhà ha. Bác Tài một phần, Tí Liễu một phần, hai Gia Bảo một phần và Vinh một phần. Đây là một cái kỷ niệm trên đường tour cả nhà nha. Bây giờ chúng ta tới vị trí của phi trường cả nhà, mình nhìn con máy bên tay trái đi ạ. Bên đó là hãng hàng không Thái Airways, bãi đổ của hãng hàng không Thái Airways đất nước Thái Lan. Đó, hãng hàng không quốc gia của đất nước Thái. Một sân bay rất lớn, đứng thứ 18 trên thế giới cả nhà ha. Bây giờ tới sân phi trường luôn rồi. Như vậy coi lại đồ đạc tư trang của mình, còn quên cái gì nữa không cả nhà nha? Đồ đạc tư trang còn quên gì nữa hay không? Rồi chuẩn bị thì chúng ta xuống xe nhá.
một tầng. Đây nhà mình xuống tầng một ngay phía sau người rồi. Quay vớt. Xếp hàng để lòng lại quay vớt thì tí nữa chia tay thôi. Về Hà Nội mới gặp lại. Sau sẽ có một cái bảng rất là to ở trên đó, ngay ở trên đầu mình này, mình đi mình chú ý cái đầu này, sẽ có một cái bảng rất là to, ở đó người ta A B C D H, người ta sẽ có cái hướng mũi tên, mình chỉ cần đi theo hướng mũi tên đó. Mình là cửa F4 thì ở trên đó người ta sẽ có ghi là từ F1 đến F10 là hướng nào, chúng ta cứ di chuyển theo đó thôi, là mình trên tâm bảng sẽ dẫn ra để mình tới cửa F4. Bảo cái bác hạn chế quay phim sẽ rơi xuống từ phía trên ghế ngồi và trong phòng vệ sinh. Quý khách kéo mạnh mặt nạ để có dưỡng khí, đeo mặt nạ lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu, siết chặt. Nếu quý khách đi cùng trẻ em, hãy đeo mặt nạ cho mình trước, rồi giúp trẻ sau. Thank you.
thùng lốp, thùng lốp, thùng lốp nó phải đi ván lốp. Thùng lốp ra ngoài nó đuổi xuống nó mang lốp ra nó đi ván lốp ở ngoài hang sửa chữa ô tô ấy. Lên kia cả nhà ơi. Lên số 8 kia. Đâu rồi em? Số 8. Cột số 8.